mỗi chiếc xe sẽ có một cái tình trạng đi lại khác nhau, phải có một cái tình trạng bị hư, bị biến dạng khác nhau. Chứ anh em đừng có mặc định ô tô là một cái cặp vỏ là sẽ đi được 20.000, 30.000 gì đó. Thì đây, minh chứng cho anh em một chiếc SH Mod đắt mới nha. Xe này đã đi được là 16.000 km. Và đây, lại đây minh sẽ cho anh em xem cận cảnh về cái tình trạng của cái vỏ xe. Thì đối với lại cái phần vỏ trước á, thì tình trạng của nó là đã bị mòn. Thì anh em coi nè, ở đây á, thì nó sẽ có một cái mức gai nhỏ để chúng ta kiểm tra được cái thời hạn và cái độ mòn của vỏ xe. So vào cái mức vạch này á, thì cái phần vỏ bên ngoài nó đã gần như là mòn, chạm tới cái mức này rồi thì bắt buộc sẽ thay. Nếu như mà chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng những cái dòng vỏ như thế này, thứ nhất là cái độ bám đường nó sẽ không tốt nè, nó dễ xảy ra trơn trượt cho cái phần vỏ xe. Thì đó là cái phần vỏ trước. Cái vỏ trước thôi mà đã bị mòn tới cỡ này rồi thì bây giờ vỏ sau cái tình trạng nó còn kinh khủng hơn như vậy nữa. Và đây chính là hiện tượng của cái phần vỏ sau. Cái xe này đi được 16.000 km thì anh khách ảnh có đi hỗn hợp giữa thành phố nè, đi đường trường. Và Vinh vừa có một cái cuộc trò chuyện sơ sơ với anh khách, anh có chia sẻ là cái đợt vừa rồi anh có đi miền Tây, gặp mưa gặp nắng nè, nhiều thời tiết khác nhau, thì cái vỏ sau nó cực kỳ trơn cho nên tạo cho ảnh một cái cảm giác không yên tâm khi sử dụng. Thì khi mà Vinh coi trực tiếp cái phần vỏ sau này á, thì nó đã bị phù, gần như là nó bị biến dạng luôn. Có chỗ thì lõm lên, có chỗ thì hụt xuống, có chỗ thì gốc này nó phù lên, có chỗ thì gốc kia nó lại bằng. Thì với một cái tình trạng bề mặt vỏ nó như vậy á, mình đi á, thì cái cảm giác lúc nào cái vỏ xe của mình nó cũng sẽ bị lạng nè, độ bám đường nó sẽ không tốt. Và anh em coi cận cảnh ở đây nè, chúng ta có một cây đinh gần như là nó đâm xéo vô trong luôn, và anh khách cũng không để ý tới cái tình trạng này, anh cứ tiếp tục sử dụng, cho nên bây giờ gần như là cây đinh này nó được mài và muốn bằng với lại cái vỏ xe luôn. Ở vỏ trước á, thì mòn có dấu hiệu bị nứt nè, mòn tới cái mức giới hạn luôn, còn vỏ sau thì bị phù như thế này nè, cho nên là anh khách quyết định là thay một lại một cái cặp vỏ khác để làm gì, có một cái độ bám đường nó tốt hơn, nó tạo nên một cái sự an toàn cho ảnh khi mà lưu thông. Vậy thì anh khách lựa chọn làm gì? Thì giờ xin mời anh em đến với lại công đoạn ráp rồi chúng ta sẽ biết. Thì mình đã hoàn thành cái công đoạn thay vỏ cho xe. Trước tiên thì Vinh sẽ báo giá cái cặp vỏ này. Thì anh sẽ lựa chọn là cái dòng vỏ Michelin Pilotis 2 với size sẽ là 80-90-16, sẽ có giá là 799k nè. Còn đối với lại cái size là 190-14 thì sẽ có giá là 821k. Thì đó chính là giá của một cặp vỏ Michelin Pilotis 2. Anh khách này ảnh nhờ bên mình tư vấn cho ảnh một cái dòng vỏ mà có thể phù hợp với lại đi phố lẫn là ảnh hay đi về tỉnh rồi này kia. Thì mình đã tư vấn cho ảnh cái dòng vỏ Michelin Pilotis 2 này. Và với cái cấu trúc chắc chắn như vậy thì một cái cặp vỏ Michelin Pilotis 2 này có thể đi được là hơn 20.000 km mới phải thay vỏ. Thì với những cái kết cấu tốt như vậy á, thì một dòng vỏ như thế này nó sẽ chống đinh và giúp ảnh an toàn hơn, an tâm khi mà chúng ta đi mua nè. Vỏ thì nó sẽ có những cái rãnh rai ở đây từ nhỏ ra tới lớn nè, giúp cho cái việc thoát nước được tốt hơn. Bánh sau á, thì gai vỏ nó sẽ gắn theo cái chiều là quay tới đó. Thì đây là một cái cách gắn đúng kỹ thuật của cái dòng vỏ Michelin này, cho nên anh em đừng có xem tới đây rồi cái kêu là comment là bên mình gắn vỏ bị sai nha. Michelin là nó phải gắn như vậy anh em. Thì từ cái câu chuyện của cái xe này thì anh em thấy cái việc mà mình dựa vô cái ô đô của một chiếc xe để đánh giá về một cặp vỏ nó chỉ là đúng một phần thôi, nó còn phải dựa vào cái tình trạng của vỏ xe nè, rồi cái độ hao mòn và cái đoạn đường di chuyển của nhiều người khác nhau mà chúng ta sẽ có độ mòn, sự biến dạng và cái thời lượng sử dụng vỏ khác nhau đó. Cho nên anh em đừng có dựa theo một cái con số nào nó cụ thể quá để chúng ta đánh giá về một cái sản phẩm. Khi mà anh em lựa chọn thay vỏ bên mình á, ngoài việc sẽ được tư vấn một cái dòng vỏ phù hợp với xe của mình ra, thì anh em sẽ còn được xem cận cảnh những cái mẫu gai nè trước khi chúng ta quyết định thay một cặp vỏ và thay vỏ bên mình. Ngoài gắn vỏ đúng với quy trình ra, còn sẽ được tặng kèm thêm 4 bước chăm sóc xe, trong đó sẽ bao gồm vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe nè. Bởi vì sếp mình chia sẻ là không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng, anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ số 2 bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.